Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đứng trước một cái tác phẩm cây vạn tuế. Cây này nó rất đặc biệt đấy. Chủ nhân thì sẽ đưa ra một cái tác phẩm là vạn tuế tứ đại đồng đường. Vạn tuế năm nay có xong một triển lãm, một trong những cái cây mà tôi thấy đặc biệt nhất ở đây. À, chỉ duy nhất có một cây vạn tuế. Sàn trắng trực rất đẹp luôn. Và bên cạnh là một cái cây dưới rất cổ quái luôn. Đây, chúng ta mình sẽ xem một cái tác phẩm cây lộc vương. Tiếp đến ở đây là một cái tác phẩm cây túc mini. Thank you.
cái tác phẩm cây dưới mà bác Nguyễn Văn Tuyến bác ấy nói là cây dưới giáng long. Đây thì có rất rất nhiều những cái tác phẩm cây dưới. Đây là một cái cây dưới của bác Nguyễn Văn Tuyến. Xin mời các bạn. Của bác Nguyễn Văn Tuyến thuộc Quế Võ Bắc Ninh. Một cây dáng trực rất đẹp các bạn. Cây rất cân đối. Vâng, và tiếp đến chúng ta sẽ đến một số cái tác phẩm khác. Rồi, đây là một cái tác phẩm cây hoa trà Phúc Kiến. Một cái cây giáng hoành. Nhiều tác phẩm bonsai đẹp quá.
Rồi, video của tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem một số các video tiếp theo. Tiếp đến là một cái tác phẩm cây đa tí muội. Mấy cái cây cẩn thăng này đẹp mà đúng không? Mm-hmm.